Xin chào đến cô chú anh chị. Khi sáng nay mình có nhận cuộc gọi điện thoại của một anh thanh niên, thì anh nói là anh rất là cần sự giúp đỡ, tại vì anh đang bị đau. Thì cơ bản thì vừa nói chuyện đó thì anh có việc hay là có bận gì đó thì bị ngắt quãng cái cuộc trò chuyện. Bây giờ mình sẽ gọi điện lại. Và nếu mà cái trường hợp này cần sự giúp đỡ đó, thì mình sẽ đến với anh. Tại vì hôm nay đó thì mình cũng có sắp xếp xong các cái công việc, còn cái thời gian buổi chiều đó để mình gọi điện nha. Hồi sáng thì cô Út cũng không có kịp mà để mà hỏi tên anh luôn. Alo. Dạ anh ơi, em Đó. là em xin đây anh. Dạ. Dạ, hồi sáng nói chuyện cũng chưa kịp đó. Bây giờ anh có thể là anh nói lại cho em nghe về anh cái cần cái sự giúp đỡ như thế nào đó, anh nói lại giùm em. Dạ, ý là như em thì giờ cũng quê lắm anh, nói chung là kiểu ở đây ở một chỗ té anh chung với bạn em á, giờ anh chung là nãy giờ em mới lên đi làm ở bên tầng, giờ bị bệnh nói chung là cũng không có nặng lắm, nhưng mà kiểu em cũng kinh tế khó khăn á, nhờ anh giúp đỡ giùm em bên giúp em bệnh viện này kia đó, em cảm ơn anh nhiều, em nói thật chứ. Có nghĩa là anh đang bị đau hay sao? Giờ em đang bị đau anh, thì em qua em có lên bệnh viện em khám thì em đóng phí 200 ngàn thì bắt đầu em đóng, xong rồi bắt em đi làm xét nghiệm thì kia, bắt em đi làm xét nghiệm lưng lái chứ đó, rồi xong rồi em kêu đi về đi, nào có tiền thì lên bệnh viện, mai mai có tiền tầm 680 ngàn lên trên bệnh viện rồi đóng phí đó, thì anh em anh cho em hỏi là anh bị đau ở đâu? dạ chỗ thấy anh đau kêu bạn gì đâu chỗ hình như là cái gì vậy, đau trên chỗ dính giấy anh, Chỗ tinh hoàn đó hả? dạ đúng rồi anh, nó bị cũng ngày giấy luôn À, rồi bây giờ là bị đau quá rồi đi vô trong bệnh viện khám mà bệnh viện kêu là phải đóng tiền thêm. dạ đúng rồi anh. Dạ. Rồi anh là quê ở đâu, anh tên gì? Ở quê mà Bến Tre anh, thì anh tên Hải, tao Nguyễn Thế Hải anh. Dạ. Tất nhiên là mình cũng có Dạ. người nhà chứ anh, sao anh không liên hệ người nhà hay là Đấy đi về là ba quê? mẹ. Đấy là ở quê em vợ còn hai anh, nói chung là nãy giờ ba em thì cũng ấy, giờ em với ông rồi từ em vậy, nên là giờ em cũng không có người thân gì, nên là nhờ mấy anh giúp đỡ giùm em thấy không. Bây giờ là anh kiểu là anh đau quá rồi hay hay là như thế nào anh? Dạ ý là nó chân nó đau quá anh, nó đau quá trời, giờ thấy giờ lên trên bệnh viện nghĩ nó vậy, giờ em về nhà em mua thuốc giảm đau cũng đỡ rồi, thấy nhà nhà mới lên đi chút thì cũng trước giờ chúng tôi mới chơi với anh thấy hay á, nên là thấy bây giờ cũng khó khăn quá, nhờ với anh giúp giùm rồi nhé, tự chung là thấy rồi có cơ hội thì em theo với anh làm biết cái thì cũng cái bệnh đấy. viện mà anh đi khám là bệnh viện nào vậy anh Hải? Dạ, bệnh viện Á Âu anh, bệnh viện Á Âu nằm ở ngay chỗ bệnh viện phòng tắm ai gì chuyên về bên Nam Giới anh, ngay chỗ Á Âu, ngay chỗ tiền gì quận 6 anh, ngay chỗ dòng xe Phú Lâm á anh. Dạ, dòng xe Phú Lâm. Có nghĩa là Dạ mình đúng rồi đau, có nghĩa là mình đau ở Tinh Hoàn rồi mình đi khám vậy thôi, chứ ngoài ra là các vấn đề khác, ví dụ như là khó khăn khác hay là gì này thì cũng như là mình không có nói tới việc đó, nhưng mà chủ yếu là giúp cho anh vài trăm ngàn để mà anh đóng cái thêm cái tiền để mà biết kết quả bệnh đó hả? dạ ý là lo thấy giùm em thuốc thang, ý là anh thương em anh thấy chữ nước thang vậy thì có được phí kết quả này kia đặng mà lấy thuốc uống cho anh này kia, là vậy là cảm ơn anh cứ lắm rồi cái học luôn á. Là anh coi ở trên kênh của em rồi anh gọi điện hay sao, hay là ai cho số vậy anh Hải? Đúng rồi Dạ. dạ thì em gọi cho cái anh gì á, anh tính gì á Dạ. thì anh chỉ em nhờ có cái kênh của anh đó. Dạ Và anh gửi cho em cái địa chỉ là hiện tại là anh đang ở Bình Tân hả? dạ Bình Chánh anh, Bình Chánh hả? Rồi dạ ví dụ như em lên trên gặp anh rồi em quay phim ghi hình đồ là anh có đồng ý không anh?
Dạ bình thường anh, nói chung là có gì đâu. Dạ, thôi thôi bây giờ để em cũng sắp xếp đi, tại vì buổi chiều này em cũng rảnh nè. Thôi thì em sắp xếp Dạ. rồi khoảng chừng hơn một tiếng hơn em chạy lên trên cái địa chỉ rồi em sẽ gọi điện cho anh nghe, anh nhớ bắt máy nha. Dạ, ok Dạ anh. rồi, dạ. Vậy nha anh. Rồi. Dạ. Trường hợp này mình nói đại khái nữa mọi người có thể nắm thông tin ha, thì anh này thì ảnh bị đau ở phần bộ phận sinh dục rồi bây giờ là ảnh đi khám mà ở bệnh viện á, thì họ không có đưa giấy bệnh hay là một cái lý do gì đó mình cũng không có rành, nhưng mà thôi thấy người ta kiểu mà cũng đau đớn rồi cũng xin giúp đỡ gì đó, thôi mình lên mình khảo sát xem như thế nào ha mọi người, rồi tính tiếp nha mọi người. Hãy theo chân GoFood đi lên trên Bình Chánh để mà gặp anh Hải này. Thưa với mọi người thì mình ở Thủ Đức, mình đi lên trên khu công nghiệp Tân Tạo đây là cũng khoảng không tới 60 phút, nhưng mà mình đã mất hơn khoảng 30 phút để mà Hải nó chỉ vô trong nhà, rất là khó tìm nha. Ở khu trọ này là rất là sâu và rất là xa so với lại ở khu công nghiệp Tân Tạo luôn, rất là xa. Hải vừa mới vô đó, mình nãy mình cũng đi ra đầu hẻm rồi mình hỏi dò la được chút xíu. Anh xin phép em vô nhà nha. Nha. Con vô nhà con chào cô nha. Em mở khẩu trang ra được không Hải? Là năm nay là Hải bao nhiêu tuổi? 28 hả? Để anh gắn cái mic nghe nha. Sao trời nóng quá mà mặc đồ mà cái người như nó xuất hành á. Tôi nằm viện từ giờ chưa lấy, chiều nay mới lấy giấy xét Dạ. nghiệm nè. Nó sốt quá, tiền không có, mẹ chung tiền đâu có tiền đâu, thì thôi thì lấy thuốc bệnh viện của mình chi cho nó uống thuốc sốt á, hạ sốt á. Chứ Cô giờ là đang thuê ở đây hả cô? à, cái này của thằng trai tôi, Dạ. nó thuê nó ở đây, tôi nằm viện quận 12 nè. Chiều nay xét nghiệm chiều mới đặng lấy giấy tờ. Nó cứ qua đây thằng trai cứ qua đây cho mẹ thoải mái chút. Dạ. À, cũng mất là Mẹ con đi đâu ngoại mua dùm cho mẹ mấy cái cắt á, giờ mẹ làm nước cắt uống cho đỡ, chưa nắng quá. là có Em nghĩa là là nhà trọ này là của cái bạn này rồi, dạ đúng rồi rồi, em đi qua đây em ở dạ ké. em ở ké đúng rồi, Dạ. dạ nó ở ké nó làm, nó giờ ăn uống thì có gì em lấy được, mà Dạ. chân bệnh Qua quá đây được bao nhiêu ngày rồi? giờ em qua đây đâu có tiền đâu, gần 5 triệu thôi. hơn 2 tuần thì em mới vô quê lên, hơn 2 tuần nói chung là làm bên kia quán nhậu quá, có 1 tuần lỡ bị bệnh. Ấy giờ bác sĩ nó khám á, rồi nói em giờ kêu là phải ấy phải đủ tiền nó mới bắt đầu nó vô, nó ấy thì em có và ấy em cho anh coi, hôm qua em có gọi cho bác sĩ nè, để em gọi cho bác sĩ cho anh coi Bây luôn giờ muốn 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 phải giúp đỡ luôn thôi chứ, tới bệnh viện coi nè, bác sĩ cái này như xu sao, phải không? Mình giấy tờ sao xin nè. thuốc, xin tiền mua thuốc uống vậy thôi, chứ còn ngoài ra thì nói chung tôi qua đây thấy tụi mình nó cũng khổ. Bác sĩ nè, Đây mà làm sao đi làm mà cứ tháng lên luôn mà mới làm thế rồi. là ý là em đang điện bác sĩ nào, Giờ cho bác sĩ mà bên bệnh viện chỗ em khám anh, thì chỗ mà bệnh em viện nói đó. khám cho khoa nam Dạ, hả? đúng Bệnh rồi, này nè nè. Đây để em gọi cho đó, ổng ổng nói. cũng bị vậy đó, mà tôi tới bệnh viện đó kỹ hết á, nhưng mà tôi lo cho con thì được, còn giờ nói tôi đâu có tiền, xin tiền đâu có tiền đâu cho, không giờ. Ủa rồi ai ra là cho, nãy em nói trong điện thoại là ai là cho số điện thoại anh cho em? Dạ cái của cái anh gì nè, cái anh này nè. Anh nào, đưa ra đưa anh Dạ coi dạ coi. từ 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 từ. Là em với anh đó là bạn bè hay là gặp ngoài đường? Dạ cứ như em YouTube á, rồi ông chỉ ông ấy qua cái của anh rồi. Phòng Tuấn này, thầy giáo đồng rồi cái gì, có cái anh nào anh chỉ em là cái gì robot gì á. Không, cái người mà cho số điện thoại anh cho em á là người đó tên gì? Dạ cái người đó là hình như em nhớ là cái Cái anh. người mà giới thiệu cái số điện thoại cho anh này giúp con á, phải người đó tên gì vậy phải không? Để coi coi anh có biết người đó không? Dạ ảnh là bên YouTube luôn á anh, ảnh chỉ em hồi sáng nè, có mấy cái số này nè, sáng em Em có nghĩa là em gọi điện cho rất là nhiều YouTube nhưng mà dạ họ đưa cái số điện thoại anh cho em đúng dạ không? đúng rồi, Và cái người cái trang thôi là cái trang Facebook Rootboot gì ạ. cái người cuối cùng á, cái người mà đưa số điện thoại anh cho em là ai? Cái anh nào? Dạ cái anh đó là ảnh, em gọi số điện thoại cho ảnh á, xong cái ảnh cho em Ảnh tên gì á? á, em cũng không nhớ Rồi số, số điện thoại đó coi, em cũng không nhớ, sáng em gọi quá trời nó luôn. đâu có tiền đâu, rồi tôi phải cho nó nộp tiền
tiền cho nó 20 ngàn, nó gọi chú thì giúp nó đó. Không nhớ anh nhiều lắm, sáng em gỗ quá trời luôn. Đó, xong rồi em gặp được cái trang của anh đó, giờ đó em nói thật rồi. Rồi xong rồi bắt. Rồi bắt đầu cái em mới gọi ấy nè, cái gọi số bác sĩ nè anh. Nè bây giờ anh nói nè, thay vì em gọi cho những người đó thì sao em không gọi cho người nhà của mình? Dạ ba mẹ em thì chung là em gặp với anh thì nói chung là mẹ em thì mất rồi. Đó, còn ba em thì kiểu như ấy rồi hoàn cảnh chung mãi rồi ba em cũng chung là hồi đó em cũng có quậy phá rồi kia không em nói thật em cũng gặp với anh. Đó thì giờ ba em cũng tự em luôn rồi nên em cũng không có dám gọi cho ba em. Em có mấy anh em rồi hả? Dạ có mình em mà. Nhà dạ. Thì chung là ba. Em nói là quê em ở đâu? Dạ quê em ở Bến Tre. Dạ. Cũng bà con là cũng có được ở dưới Bến Tre. Dạ, nhưng mà mình cũng tự chịu là mình cũng quậy phá này nọ, người lớn người ta bỏ. Dạ, rồi đi cứ đi lang thang ở trên Sài Gòn vậy đó. Dạ nói chung là cũng ấy rồi mới về quê, hồi Tết em với quê em mới làm căn cước rồi em cũng với quê. Dạ, em nói trong điện thoại với anh là em bị đau tinh hoàn. Dạ, đúng không? Dạ, đau bao lâu rồi, nó có sưng không? Dạ có anh. Dạ, cái hình em cho anh coi nè. Hôm qua lúc mà hôm qua em có ấy nè anh, em nói thật nè. Nè, cái lúc mà em nhắn tin với bác sĩ nè. Thôi không cần đâu, không cần mấy cái tin nhắn đó đâu. Chủ yếu là mình thành thật với nhau là được rồi. Dạ, ha. Em nói thật mà. Ừ. Rồi bây giờ để anh hỏi thêm nha. Dạ. Là em á là bị đau bao lâu rồi? Dạ mới đau 2 bữa nay anh, nó vô nó khó chịu mà nó ấy quá thì. Không chịu nó lôi tôi đặng á. Thì bắt đầu ấy em đi lên ông em còn có 200 ngàn thôi. Đó, 280 thì em bắt Grab đi qua bên bệnh viện. Đó thì em qua tới bên chỗ khám thì vô kia em đóng 200 ngàn. Đó rồi nó kêu là còn thiếu lại 660 ngàn. Đó thì bây giờ lên đóng rồi bắt đầu mới nó trả kết quả rồi nó cho cái phiếu xét nghiệm để mà ấy rồi đặng nó cấp thuốc uống rồi này kia hay là như thế nào đó thì bên bác sĩ nó sẽ ấy còn không có tiền thì nó kêu em đi về đi đó. Đó thì bắt đầu ấy, em về đây thì hôm qua em khổ quá em mới lên em hỏi YouTube rồi này kia thì sáng này em mới gọi đó, em gọi thì nói chung là cũng thấy được số anh thì nói chung là trước tiên thì em cũng cảm ơn thật sự thì nói chung là có nghĩa là cô mới biết Hải này đây thôi chứ không? Bữa nay tại nằm viện rồi con đi làm quá đi nó không có chăm sóc được, cho thằng này qua bệnh viện chăm sóc chị. Hiện giờ chiều có qua là con nó qua nó bước qua vì nó đau vậy quá. Thì qua giờ thấy hỏi con sao sốt quá trời sốt luôn. Rồi nó sốt y như lửa luôn á, hỏi con sao nó nói con bệnh vậy vậy đó. Thì cái đó nó đau nó hành ha. Rồi thôi để con mẹ có tiền thôi mẹ lấy thuốc của con mẹ để cho con uống. Cũng đỡ. Dạ. Trong bệnh viện mà mình hồi đó cũng sốt đó, người ta phát cái dính ra. Em lên trên Sài Gòn này bao lâu rồi hả? Dạ mới lên được 2 tuần rồi. Từ đó giờ là ở Bến Tre? Dạ mà ở dưới quê không à. Bạn bè em ở trên Sài Gòn nhiều không? Dạ không, có thằng này à. Còn người nhà của em? Dạ người nhà em thì ở dưới quê. Ở dưới quê hết rồi dạ, ha. Đúng rồi. Nói chung là mình có người nhà, mình có bạn bè ở dưới quê. Dạ đúng rồi, nhưng mà kiểu là em mấy giờ ba em cũng tự em rồi nên là em cũng không có ấy. Dạ, thì như mà hoàn cảnh em khổ nhờ anh giúp giùm em sự cảm ơn. Cái này anh nói thật nha. Dạ. Là trước kia em có sử dụng chất kích thích đúng không? Dạ không ạ. Có sao không có? Dạ không. Có, anh nhìn anh biết có. Nhà mình nói thật sự anh với em cũng không có, không có nói thật. Tại vì mấy đứa gọi là mấy đứa em gọi là nhỏ tuổi hơn anh á, cỡ lứa dạ. Tuổi anh, cỡ lứa tuổi nhỏ, cỡ lứa tuổi của em đó là dạ. Anh nhìn là anh biết chứ, nhìn qua ánh mắt nhìn anh biết. Dạ. Có chứ không phải không có. Dạ. Nói chung mà chứ... Nhưng mà cái đó thì anh không có quan tâm về cái chuyện đó đâu, anh chỉ lên muốn gặp mặt em thôi. Dạ. Tại thấy trong điện thoại em gọi điện, em dạ. Nói rất là chân thành, rất là từ dạ. Tốn. Thì nói chung mà sự này là em nói thật. Mà bây giờ Hải dạ. Là có nghĩa là em đang bị đau dạ, và không có tiền để mà đi khám dạ, đúng rồi. Chứ mình chưa nói đến cái việc là kết quả như thế nào đúng dạ, không? Đúng rồi. Dạ. Em có bảo hiểm không Hải? Dạ không. Không có bảo hiểm, không có tiền nhiều chứ
Rồi bây giờ cái đợt khám này như thế nào, em có thể em nói rõ lại cho anh dạ, coi. Thì hôm qua thì trên bệnh viện á anh, thì nó chỉ nói là, nói chung là chỉ nói em á là bây giờ có 660 ngàn, đi lên chống đóng thì bắt đầu lấy kết quả đó, lấy kết quả xong rồi bắt đầu bên ấy rồi nó mới cấp thuốc rồi này kia cho uống nó đó, dạ kiểu vậy anh. Chị theo như mấy cái bạn trẻ như vậy mà khỏe mạnh như vậy, cao ráo to lớn như vậy mà bị cái vấn đề đó thì theo chị là đó, nó có chị hồi đó cũng bị, chị xuống ngay bệnh viện đó chị trị mười, chị hồi đó không có nghĩ là 17 triệu mà con chị mà nó lỡ luôn cái đầu ấy. Nhưng mà ý là mình là người lớn á, mình thử mình có kinh nghiệm á, mình nói là tại sao mà mấy đứa này nó lại bị vấn đề đó, chị có biết không? Nhưng mà ý là không, không phải nói là chơi kích thích nó bị cái đó, nhưng mà ý em nói là sao mà mấy đứa này nó khỏe mạnh mà nó cao to mà nó bị nó sao không là máu nó bệnh. Tại vì con chị không biết, con chị làm việc làm bè không có gì. Mà con chị cũng vậy á. Khi mà nó sốt lên nó thì biết không, nó bị vợ mà nó giấu, mà vì vợ nó không có giấu hết lên á. Mà em biết không, nó sốt lên nha, cái con sổ xuống, nó bự lên vậy nè. Xong trời ơi, chị nóng ruột cũng chết, mà nó sốt cái mà khóc dữ lắm luôn, thật ra chị. Trời Hải, bây giờ là mình đóng bao nhiêu là, mình đóng bao nhiêu là sẽ được đi khám? Dạ, đóng 660 ngàn, 660, dạ. Rồi là em hôm bữa em đã đóng 200 rồi hả? Dạ, đúng rồi. Chứ giờ cũng này ngon bộ á, ông lại giờ nặng, thuốc biếu đó, nằm sao chịu nổi. Thì có gì... Đồ đạc của em đâu? Dạ, đây. Như đây hả? Dạ, đây. Cái này của chị. Nè, cái này em tưởng là đó, em đồ làm quán nhậu không à? Đồ đi làm á, là áo sơ mi với quần tây. Đang phục vụ quán nhậu hả? Dạ đúng rồi. Đang xin làm chưa được từng bị bệnh. Ở đây em thử em đứng về đi tới đi lui thử coi hại. Coi sao. Ở trong chỗ phòng khám đó không, họ không có đưa bất kỳ cái tờ giấy nào hả? Dạ không đưa tờ giấy luôn, vợ kêu em là phải có 660 ngàn mới cho em qua lấy kết quả, giờ em lạy luôn chứ giờ ấy xong anh ấy giúp em. Có nghĩa là em khám rồi nhưng mà dạ, không rồi. Không có dạ. Để em điện trực tiếp cho anh nghe. Đâu từ nãy nó nói điện bác sĩ được rồi. Dạ để em điện cho. Nè. Có lấy số điện thoại bác sĩ hả? Dạ có. Em giả dụ là em nói em đang gặp khó khăn rồi là này nọ. Bác sĩ giờ này làm đâu tiếp điện thoại đâu. Để em gọi điện trực tiếp thôi. Hôm qua mình chỉ có đưa số. Mình có chưa? Dạ có anh, để có số bác sĩ nè. Từ đây qua đó cũng gần mà đúng 6, không? 6, 8, 10. Dạ đúng rồi, gần. Gần xe, ngay chỗ dòng xe Phú Lâm anh. Ủa lúc trước là bạn này cũng giống như em vậy luôn hả? Dạ. Ý là con cái bạn này nè, lúc trước là cũng giống như em luôn hả? Là bị cũng bị sưng như vậy luôn hả? Dạ không, thằng bạn ấy. Con của chị á. Con của chị. Còn bạn này là con của đó là chị đi ra bệnh viện 12. Alo. Dạ alo. Dạ. Để em. Dạ alo. Dạ bác sĩ ơi, cho em hỏi là dạ bác sĩ cho em hỏi là cái kết quả của em cao Nguyễn Thế Hải hôm qua em có đi khám bên bệnh viện Á Âu á anh. Dạ thì có nói với em là
đóng 660.000 rồi mới đưa kết quả đó thì bây giờ ấy hoàn cảnh em cũng khó khăn, có cách nào anh giúp em được không ạ? Tại vì thứ nhất là kết quả em đóng phí xong á thì mấy bạn bên ngoài trung ương mới đưa cái phiếu thu đó mới đưa lên trên phòng xét nghiệm thì người ta mới đưa kết quả ra, hiểu không? Với lại là kết quả thì mình có kết quả xét nghiệm máu nước tiểu để kết quả siêu âm nữa thì phòng bác sĩ là chỉ dựa trên kết quả để khám cho mình thôi, còn chi phí thì phải thanh toán thì mấy bạn mới được đi lệnh là trả kết quả. Để cho là bây giờ bác cũng đâu có giữ kết quả trên tay đâu. Như hôm nay em thấy tình trạng của mình sao rồi? Dạ, chung là cũng còn đau anh, nó sưng á, như nó còn sốt không? Có sốt không hôm nay? Dạ, nó hơi nóng chứ không có sốt bá anh nữa. Vậy thì em nên coi thế nào đây, một là được thì sắp xếp về kinh phí hay là qua đây dùng thuốc như thế nào đó. Chứ em để dưới nữa mấy hôm nữa là nó sẽ làm cho cái tình trạng của em nó bị teo quá. Em hỏi bác sĩ là có biết mà cái lý do như thế nào bị không? Dạ, cho em hỏi là lý do bị là tại sao không anh? Anh biết lý do kiểu như bị này không anh? Nhiều lắm em. Thứ nhất là em có thể bị nhiễm trùng. Dạ. Từ bệnh nó từ bên trong mình phát ra, hiểu chưa? Dạ. Là cái đầu tiên thì mình sẽ nghĩ tới vấn đề đó, do em không có bị va chạm á. Dạ. Nên thử mình cũng sẽ loại bỏ là cái vấn đề ngoại thương là từ bên ngoài tác động vào. Dạ. Cái này chỉ có thể từ trong cơ thể của em nó phát ra thôi. Dạ. Còn phát ra như thế nào á thì phải tụi anh phải biết kết quả, tụi anh mới biết mới làm gì được. Dạ. Thì em thử coi mượn xây đỡ được ăn không? Rồi, cảm ơn anh. Hôm nay có thể ghé được không Hải? Dạ có anh, có thể chút nữa em sẽ ghé. Rồi. Dạ ok anh. Ủa vậy là bạn này không phải là con của chị hả? Con của chị nó đi làm rồi không có ai chở đi bệnh viện. Rồi nó kêu thằng này cũng ở gần gần đây nè, nó kêu là đây chở mẹ đi giùm. Rồi nó mới đi làm, nó nghỉ không được, nó làm bên phòng cháy chữa cháy á, nghỉ không được. Em thì bình thường em chở mẹ bỏ đi thằng này, nhờ thằng này mới giờ cũng bệnh viện có chở được đâu, rồi phải chịu thằng kêu thằng này nhờ thằng này chạy lại. Rồi chiều nay 3 giờ vô bệnh viện quận 12 lấy giấy xuất viện. Bây giờ nè, thôi để anh nói nè, em ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Nói chung á là anh đi có thể là đây là lần đầu tiên mà em biết anh. À, nhưng mà đối với khán giả trên kênh của anh á thì họ xem họ và họ cũng nói chung là cũng nắm những cái thông tin, cũng như là đặc biệt là những cái người lớn á mà khi mà mình có thể mà mình nói chuyện hoặc là mình có những cái cử chỉ biểu cảm gì đó thì họ họ biết hết à chị, đúng không? Người lớn họ nhìn ra họ biết. Riêng anh á thì anh cũng tiếp xúc với những bạn giống như em thì anh biết hết, nói chung là anh biết hết, nhưng mà tại vì ở đây thì anh cũng không có tiện nói ra nhiều, nhưng mà anh biết hết. Và anh cũng có thể là anh nhắm được là cái lý do tại sao mà em đang bị đau ở cái phần đó nha. Nhưng mà có một cái là hồi sáng tới giờ anh em mình nói chuyện á, anh cũng cảm nhận được là cái sự chân thành của em là cũng tha thiết là đi khám bệnh để cho đỡ đau. Còn trước kia hay là hiện tại bây giờ em như thế nào rồi đó thì cái đó thì nói chung là cũng không có quan tâm nhiều về vấn đề đó, nhưng mà anh sẽ thay mặt cho chú Diệp Anh ở Mỹ nha. Tặng cho em 1 triệu đồng để em đi khám liền nha. Đây là thực sự á là cái chú Diệp Anh này, chú cũng nói chung là anh cũng có bàn qua chú và cũng xin ý kiến của chú. Chứ nếu mà đúng ra đó thì đối với trường hợp như em á thì anh sẽ không có trích tiền mạnh thường quân đâu. Anh sẽ không trích tiền mạnh thường quân đâu, tại vì những cái khoản tiền mạnh thường quân anh nghĩ là sẽ sử dụng ở những cái dịp khác và những cái hoàn cảnh khác chứ không phải như của em. Hồi nãy thì em cũng có nói một cái là mẹ em mất. Rồi em cũng nói chung là thiếu tình cảm của người lớn hoặc là cái sự chăm sóc, sự giáo dục, nên là có thể là phật ý với lại người lớn, với ba, nên là cũng không có sự đùm bọc nhiều sau khi mà mẹ mất. Thì cái đó thì thực sự là anh cũng nói chung là cũng thông cảm cho em về cái vấn đề đó nha. Anh tặng cho em 1 triệu nè, chú Diệp Anh ở Mỹ nha. Cảm ơn. Rồi. Dạ em cảm ơn Diệp Anh. Rồi sau khi mà anh về đó thì em đi khám. Rồi hồi nãy anh cũng có kết bạn Zalo với em thì em sẽ khám xong đó em sẽ chụp cái tấm kết luận qua cho anh nha. Để mà anh biết là em có vô trong bệnh viện. Thực sự là anh
đáng lẽ anh cũng có thời gian và anh cũng dư sức là đi theo em để mà anh đóng tiền cho em. Dạ. Nhưng mà anh tin tưởng là cái lời nói của em. Dạ. Anh hồi nãy anh cũng nói là anh không biết là trước kia hay bây giờ em đang làm cái gì hay là em như thế nào. Dạ. Nhưng mà bây giờ em cũng đang bị đau. Dạ. Thôi thì giúp em trong ngày hôm nay để mà em đi mua thuốc thang hoặc là đi khám nha. Dạ, dạ. Như vậy nha. Dạ, dạ. Ừ. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Ừ. Dạ, dạ. Thôi đi đi, bây giờ đi luôn nha. Chở tôi đi bển bạn ơi. Cũng không có gì giúp cho nó được. Từ giờ cũng chưa cũng vậy. Chuyện khổ quá, chuyện khó, chuyện cũng làm chuyện ra hết tiền. Cái cỡ có thì chuyện giúp nó cho nó kệ nó. Ăn chơi cái gì là mình không biết. Nhưng mà giờ lúc người ta đúng rồi. Mà không có tiền thì mình cũng rất ruột. Mình dạ. Cũng làm từ thiện. Thì giờ thôi vậy chị cũng thay mặt cảm ơn em. Giờ em cũng tốt. Giúp cho nó. Em dạ. Ăn cái gì mình không biết nhưng mà giờ nó bệnh rồi nó xin tiền nó cứu nó thôi. Dạ. Nó đỡ đau nó đi làm thôi. Thì vậy là quá tốt rồi. Tốt dạ dạ dạ. Thì em mới nói là em cũng không có cần biết tại vì mấy đứa này là đủ sức để em có thể là em biết hết tất cả nhưng mà có một cái là bây giờ bị đau thôi thì đi đi khám bệnh đi mình rồi tính cái rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, chuyện à, đúng rồi. Chuyện của mấy đứa. Lúc mà có tiền ăn chơi làm á để dành giờ vậy á nó cảm ơn mình. Dạ. Nó biết mình nói chứ nó cũng hiểu mà. Dạ. Thì nó đi giúp nó thì chị cũng ơn. Thôi đi đi Hải ơi. Đi mấy giờ rồi con? Mới 2 rưỡi à. Đi đâu thành qua bển đang khám đi coi sao đem giấy tờ về mẹ con thử coi sao nha. Nó cũng kêu mặt mẹ cũng luôn. Nói chung là nó mới nghỉ đây 3 ngày chứ mấy bữa kia nó cũng vô trong bệnh viện nó cũng nằm ngủ hỉ với mình đẳng luôn mình tới giờ. Dạ, hôm qua còn chỉ còn 200 mấy cũng đưa cho nó đi. Nó đi khám á. Còn 270. Tại đó. Thôi đi đi, nhưng mà nhớ chụp cái hình qua cho anh nha. Nhớ chứ, cái hình kết luận qua cho anh. Vậy nha. Rồi, đừng có đi hướng khác nha. Không có là mẹ nằm, chị nằm ở đây nè. Thấy nó đau rồi, chị còn lấy thuốc cho nó uống mà nó không có đi bệnh vạ đâu. Lúc bệnh đau thì giờ mới biết ớt. Giờ mới biết là cái khó khăn ha. Cảnh khổ, cứ cay đáng vậy làm ăn mà. Làm nhiều ăn hết nhiều đi em. Thôi thôi em cũng về nha. Em về nha chị. Em về nha. Dạ. Nãy nói nghe cũng thương, mẹ mất, rồi người lớn thì nói chung là cũng bỏ mặc. Cũng có nhiều lý do, nhiều khía cạnh đó mọi người. Về cái vấn đề của Hải đó thì GoFood cũng chia sẻ là có thể là bạn này theo cái cách của mình nói hồi nãy đó là cũng có sử dụng cái này cái kia nên là nó có thể là nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe. À, nhưng mà để lâu thì nó không có được. Hồi nãy bác sĩ cũng nói để lâu là không có được, không có tốt. Thôi thì thay mặt cho chú Diệp Anh ở Mỹ tặng cho bạn này 1 triệu để mà bạn này đi lấy kết quả, đi khám và uống thuốc giảm đau để đỡ, mong sao là nó sẽ đỡ. Mình sẽ chiều nay mình sẽ hỏi Hải là về cái kết luận với lại là thuốc đồ uống rồi mấy ngày qua xem như thế nào ha mọi người. Đây cũng là một cái câu chuyện ở trên kênh GoFood mình muốn chia sẻ cho mọi người ở nhiều cái góc độ. Cảm ơn đến cô chú anh chị đã theo dõi trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.